Người tiêu dùng Latvia ăn những quả cà chua vàng này thậm chí có thể không biết rằng nó được trồng ở địa phương, huống hồ là được trồng nhờ sự giúp đỡ từ rác thải của chính họ. Bãi rác khổng lồ Ketlini bên ngoài thủ đô Riga của Latvia tiếp nhận khoảng một nửa lượng chất thải của cả nước. Đó là mối nguy sinh thái lớn đến độ chuyển đổi bãi rác này là một trong những yêu cầu cho Latvia gia nhập Liên minh châu Âu. 10 năm trước, với sự giúp đỡ tài chính từ Thụy Điển và Ngân hàng Thế giới, Latvia biến bãi rác này thành một nhà máy điện để thu khí metan từ rác đang phân hủy và biến nó thành điện năng. Quá trình này cũng giúp cho cà chua trồng trong nhà kính, theo nhà nông học Gunther Strauss. Máy phát điện năng lượng thu khí phát ra từ bãi rác, làm sạch, rồi sản sinh ra điện trong những động cơ đốt trong. Những động cơ nóng lên giống như động cơ trong xe hơi vậy. Vì thế, máy phát điện năng lượng cần một bộ tản nhiệt lớn để làm nguội. Nhà kính này chính là bộ tản nhiệt của chiếc xe lớn này. Vì vậy, mối liên hệ duy nhất giữa nhà kính và bãi rác là nhiệt tỏa ra từ nó. Vì khí hậu lạnh giá của Latvia, nhà kính phải được làm ấm ngay cả trong mùa hè. Không khí được làm ấm tách hơi ẩm dư thừa để cây không bị mắc bệnh nấm. Dù chất thải không thể tái chế được biến thành năng lượng, nhà máy Ketlini cũng thu giữ và xử lý chất thải có thể tái chế. Vào tháng 10 này, một nhà máy mới sẽ khai trương gần đó với mục tiêu 10 năm là tái chế đến 90% của 300.000 tấn rác và chất thải mà bãi rác Ketlini tiếp nhận hàng năm.